Chào cả nhà thân yêu, rất vui được gặp lại cả nhà vào buổi sáng hôm nay trên kênh của Trúc Phương nha. Cả nhà ơi, thì sáng nay Phương với mẹ Phương mình đi cặp theo cái mí bờ ruộng này, mình thăm mấy cái bẫy lò xo mà Phương đặt á. Tại vì hồi tối nay có một cơn mưa lớn á cả nhà. Giờ mình đi dọc theo mí này mình thăm mấy cái bẫy lò xo trước, rồi Phương với mẹ Phương mình mới chồng đi xuống dưới sông mình thăm mấy cái bẫy cặp mí sông nữa. Giờ mời cả nhà cùng theo Phương mình đi thăm nha. Này cái nhà ở phía này nè, Phương khơi cái đường nước ra, cái mình đặt giữa cái đường nước á đó cả nhà. Đằng kia cái nữa, ở đây thì ở phía sau lưng Phương á thì có một cái mí ruộng. Cái mí ruộng này nó dẫn theo cái đường nước này đi ra phía ngoài kia là cái đường cống đi ra sông á. Giờ nó dòng mưa hay sao á, ngày nào cũng mưa hết trơn á, nên là Phương tranh thủ mình canh mấy cái đường này mình chặn thử coi có may mắn không. Đi với con lươn. Wow, con lươn chà bá luôn cả nhà ơi. Ôi ôi, quá trời ngon. Trời ốc minh thiên luôn. Trời ốc con lươn. Con lươn này sao ạ? Lương này chắc phải ruộng cỏ vô trước. Ruộng cỏ bỏ vô sơ trước. Đúng rồi. Trời ơi, lương hên quá cả nhà ơi. Nè Phương khơi hai bên nè, cái đây có cái đường á. Nó dẫn ngoài ruộng ra ngoài cái đường ách. Ra ngoài sông luôn. Trời ngon ghê luôn. Cẩn thận mẹ ơi. Ôi mưa tới nữa Phương ơi. Mưa lâm găm nữa. Nè. Đâu nha. Ê. Nè nha. Nó xuống dưới mưa quá rồi. Ôi mưa cái nhà. Để thôi. Đè đó chú ơi, đè xuống. Hồi vô lấy cái gỗ đậy trên. Phương thả con lươn lại ở trên cảnh nè cả nhà ơi. Sợ đem theo cái xô của Phương hơi nhỏ, cái nó tót ra uổng. Giữa này mình đi, thường mình đi. Đi ra xong thầm mấy cái bẫy chụp sập tay. Giờ thì còn đang chỉ nữa đây nè. Gió quá chừng luôn. Đây. Đúng nha. Ở nhà thì hai mẹ con mình đang bơi dọc theo mí sông nè cả nhà. Thì mình chuẩn bị tới cái bẫy của mình đằng kia rồi. Gió gió chuyển mưa cả nhà. Bông mui hay gọi là hoa sim gừng đó cả nhà. Để Phương chuyển cam lại cho cả nhà thấy rõ. Lá chị có quên rồi. Lá mối khô. Không phải. Hả? Lá sâm á. Gì? Lá sâm.
Có hoa, ổ trái rồi cả nhà. Trái nó chín rồi cái này. Lá sâm lá này dọ dọ thành nước sâm á. Như xương sáo vậy á. Rồi bông trên đó bông hết chứ kẹp luôn. Ồ như chùm nho vậy. Có chứ ngon. Đây mẹ Phương đang tấp tấp vô mình thăm mấy cái bẫy của mình. Ôi trái giáp cho nó là mùa này mùa trái giáp nè. Dạ. Ôi. Có mẹ. Có kìa, mẹ nghe mới thấy con lú đầu lên nè. Lú đầu lên luôn hả? Nó gặp mẹ nó học chứ rồi. Bữa này mình bao dây cái bụi sậy chỗ này cả nhà. Bụi sậy cặp mé xong. Bà hãm bị ruột hay lần, thành ra lần này cuộc kỹ. Yeah. Cá rô, trời ơi, cá lóc nữa, cá bóng nữa kìa mẹ. Ôi ngon quá, ngon quá. Ôi ui. Ngon quá. Vậy bên đó kia có cá lóc bự kìa. Cá rô cũng vàng. Đây. Đây ruộng em mà cá này nó hơi ấy. Nó bằng. Con này vô nhất rồi đó cô. Dạ. Thành quả cái đầu tiên. Cá bóng ngon á. Được con cá bóng. Ôi hai con cá bóng luôn mẹ. Hả? Hai cá bóng luôn. Ôi hai cá bóng này cũng nhỏ. Dạ, mùa cá bóng nè. Ôi con này nhỏ thả nha. Dạ, cá lóc tửng nha. Dạ, nhỏ thả. Cá bóng nhỏ thả nè. Cái bóng thôi cái bóng để về nuôi. Để về nuôi. Thả vô dạo của con á. Ôi. Ôi. Ê yeah, này cái nhà ơi còn cút chứ. Một tấm luôn. Ừ. Con ngóc nữa nè. Ôi cái này nó chưa lên đậu cái này kịp. Ôi được mới khúc quê dưới nè Phương ơi. Dạ. Yeah. Con cá chê nữa kìa mẹ. Hả? Con cá chê vàng nữa nè. Ồ, cá chê vàng nó cũng hơi nhỏ. Chê vàng nó đâu bự. Chê vàng con coi coi không mà chứ không có bự. Nó hết lớn cá chê vàng coi coi có bị lớn nó bự hơn chút nữa đã hết bự rồi. Cá chê trắng nó bự. Ôi con này con đó muốn ngợp luôn kìa. Con này muốn ngợp rồi. Ừ. Ngợp luôn rồi muốn gì nữa cứ ngắt rồi. Ừ. Ôi con nó chết rồi. Ngợp rồi. Chết ở nhà được 3-4 cá ốc, 4 cá lóc, 2 cá bóng. Ôi con này con nhỏ cá chê. Dạ. Cá bóng. Mấy gà cá bóng trứng nữa hả? Mấy cá rô bự bự không? Trời ơi rồi con cá lóc này. Chúc Phương kêu cá bóng tửng là con nhỏ đó nha. Ở nhà hỏi cá bóng tửng rồi cá bóng gì cá lóc nhì rồi là sao cá bóng tửng là nó nhỏ nhất. Cá bóng tửng là cá lóc là cá bóng khác cá lóc khác. Ừ. Mà con cá thường cá nhỏ cá mắm á cả nhà thì mình gọi là cá tửng ở quê Phương thì nhẽ không biết quê cả nhà làm sao. Có con nhỏ là kêu cá lóc tửng. Cá lóc mắm được đó. Là thường là người ta căng đó, người ta sẽ nói ừ cái này là cá lóc tửng thì giá rẻ hơn gì á. Đây mình cho vô. Đó.
Cái mới mình qua lên trên nói nhà hôm nay là mẹ Phương sẽ chiến đấu với mấy cái bẫy. Ấy, dặn cái gỗ lên. Rồi mình ve trở lại phía mình chia cái nhà. Nãy giờ gió nước nó chảy theo hướng này á, nên là mình đang bị đẩy ngược trở lại nữa. Mẹ Phương đang bơi ngược nước luôn. Ơi, Phương ơi. Dạ. Cái phải không? Có cái bằng chứ kìa. Vậy là cái bằng chính. Có thấy cái trụng xuống là chắc cái bằng chính nó bụng quá. Để không coi. Vậy là có bằng chính rồi cả nhà. Không. Cái trụng ở đây là cái nổi mà. Hả? Nổi mà. Để con cho mẹ đi trước. Phương bơi phụ mẹ đó nha ơi. Rồi coi có bạn không Phương ơi. Rồi coi có bạn không, mẹ mới thấy con trái nó rụng nãy cả bạch xuống á. Cái chèm á gì rồi. Rồi trái chín không? Coi coi thấy không ngon, ăn thử con trái coi. Trái gì? Lâu quá trái bằng. Bằng thì trái mắm ăn á. Hả? Trái mắm ăn á. Trái mắm ăn hả? Ăn không? Cái dạ. Hả? Chua chắc chắc. Thôi vậy thôi mình bưng qua đi. Bưng đi đâu? Ở nhà mới mua mắm ở đây nhà hình cho mẹ Phương ngủ quên qua. Nè đây là một bông nè. Đi bẻ đi. Nè mình ăn là mình ăn mấy cái như vậy nè. Cái mình bẻ mấy cái cánh này. Bẻ mấy cái cánh này ra. Đây nè, con bay con trái nè. Đâu? Nè, con đi tới đi. Nhánh này nè. Còn non nó chưa bự, nó bự ra nó muốn bằng cái chén mình luôn á. Có trái nhỏ có trái thì bằng cái chén, như nào nó tốt quá thì bằng cái chén, như nào nhỏ thì nó phải lớn. Vậy này nó còn non nó chưa bự không à. Trời ơi, ngược nước nó đẩy mình xuống. Bơi một cái nó đẩy ba cái. Cái gió nữa. Bữa nay là trời, cái nhà thấy còn trời âm u nữa. Trời tối trên trời chuyển còn chứ nha. Ôi mưa rồi, mình phải vô đây. Tắng đông vô lục bình luôn. Ôi mình tranh thủ. Cái này lục bình nó đưa vô sát gạt hết luôn à. Nhưng mà được cái lục bình thì cá nó tụ lại nè. Thôi em ấy coi lục bình này tốt rồi cả nhà. Bình vừa đặt hổm lấy cái nhánh nguyên một cái khúc ke luôn, buộc cái cây bây giờ nó dựa lại cứng ngắc luôn. Ôi lấy cái dầm qua mé bên trong đi. Rồi con cản cái dặm qua mé bên cái mũi á. Ờ đúng rồi, nó bạc quá. Ở dướng ra ngoài ta. Để con cua con dây lại.
cô đầu tiên thấy cô càng kình. À, ôi luôn. Ôi, nghe. Yeah. Cái gì quá trời luôn. Cái sạc. Trời ơi. Ôi cái lóc kìa mẹ. Ôi, 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 nghe buồn nghe quá trời luôn cả nhà ơi. Ôi. Ôi. Yeah. Yeah. Ôi hai. Ôi con cá lóc bự. Hai ba con cá lóc bự. Ôi ngóc con đen chà bá luôn. Làm kiếm nữa nha nhà. Bỏ cái lên coi, cái lên, cái lên, cái lên. Chưa, 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 để mày lau cái xô này cho ngược lên. Bỏ, rồi con bỏ cái xô nó ngược kìa, xích đằng này đi. Tụt xuống luôn, tụt xuống ở đằng này luôn. Kéo lên luôn, kéo lên luôn. Trời ơi, cái con gì, con con. Ôi, cái nhà ơi, trời. Cá lồng yến xong ấy. Cá lồng yến xong ấy. Nó vô cỡ vậy đó. Chết luôn rồi cả nhà. Ê, ê, ê. Cho mấy cá lóc vô đây. Cá lóc bự bò lại mẹ kìa. Ờ. Ê, con cua. Ê. Đây con cá lóc nè. Tao kiếm mình để đại hoàn toàn luôn. Để sẵn. Ờ, cá cua đen đây nè mẹ. Ồ, ồ, ghê nha. Đó, cá nó bay lên luôn. Hết tiếng cá luôn. Đó. Đó. Sâu liền. Trong con dở 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 một bình mới vô. Dở một bình kìa. Một bình. Bò lại mẹ ăn con á. Ờ, kẹp giò mẹ. Đây hai bên cái ruột này. Còn cái ruột nãy mập này mẹ. Nè. Đây. Đây. Ừ. Ây dạ. Đó nè cả nhà ơi. Thấy cái ruột mập rồi mà. Để sơ luôn. Cá lóc mới luôn á. Cá lóc rồi. Nè. Mới vô mấy con này nha. Trời ơi. Nè. Rồi, rồi. Mập ghê luôn à. Ừ. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Ơi. Cắn đại con luôn mẹ. Ừ. Chuyện luôn. Dạ. Chìm rồi. Rồi. Tới cũng chìm. Rồi lấy cái dầm muốn dít đi. Không phải luôn. Con gà gà nó coi.
Trời ơi, mê ba cá. Chết nào? Không. Chết đừng vào đây à. Lọt ra tới ngoài nè. Dưới nào? Không đụng luôn hả? Lọt ra tới ngoài. Rồi quên nữa. Nó đổ cá ra cái quên cái buông luôn đó nhà. Nó vụt xuống dưới luôn rồi. Hình quá, chưa xuống mấy giật. Xuống mấy giật là phải bay xuống dưới sông luôn á nha. Giờ mình lo lên xuồng đem về giặt. Mỗi một chuyến đi thăm của mình như vậy là mình phải mang về mình giặt lại. Ôi gió quá trời cái nhà ơi, mưa lớp nào mưa rồi lớp nào gió luôn. Có chừng đảng cái tre mà hổm nữa đó không? Có cái tre không? Cắn cái tre. Không. Ôi nó hết nước hả? Sình nó ôi bình bỉm kêu không? Dạ. Đi lên kia nhà ơi. Rồi ba cái mẹ anh đi trước hả? Đây nè, chấm miếng này nè. Con gì lóc bóc vậy? À,
con cua rớt xuống rồi. Vô phạt. Vô phạt con giả. Mấy lá cây. Thôi. Trời ơi, mở ra cái con tắt thở luôn. Trời ơi, nó lực nó hút nhớ mà. Lực rớt nó nghỉ xuống. Chứ cái này con nó ngoài trống nhẹ hơn cái nãy. Nãy nó nguyên nghề lục bình quá trần luôn. Ây da. Yeah. Cua quá trời luôn. Cái gô. Con cá lóc nữa nè. Con cá lóc nữa, cá bóng nữa. Cá chạch luôn. Ơi. Cá sặc gần luôn. Con ấy con cá gì đó, hối vậy ta. Ở một gỗ rồi con. Ê con cá bóng gì kỳ cục vậy? Hả? Cá bóng gì đó hối hả? Bỏ một gỗ rồi. Rồi rồi mẹ nghe, mẹ luôn ăn xa đi. Cá bóng gì đó hối nữa, cá gì sợ. Không biết luôn á, con nó đỏ hối à. Đẩy đẩy đi xuống rồi lọt xuống à. Dính nhiều lớn hả? Dính nhiều lớn rồi. Cua lên đây luôn. Đầu hai ba con cua lên đây. Cua. Cua nhiều lắm. Nó tiết ngon luôn rồi cua kìa cả nhà. Cua đồng mình á. Cá gô uống mềm luôn. Cá chạch. Sao nhắc vô đây luôn rồi. Cái giặt cua quỷ nè. Nè mẹ dính này giùm con nè. Cái hở tu với nữa. Đâu rồi? Con quỷ con. Cái bóng đỏ hồi nãy đâu rồi? Đây. Đây nè mẹ. Nè cái nhà con cá bóng gì vậy? Con cá gì? Cái đó cá bóng dừa. Thả hết đi nè.
vô bãi chầu lia thia. Ôi sắp lát rồi. Bãi chầu lia thia vậy. Cô chị ơi đủ thứ hết. Ba gác với ốc con hả bỏ rồi. Cá lóc kiến nhỏ thả luôn đi con ơi. Dạ. Mấy con cua nó chui vô bên kia. Chui vô bên kia hết mớ. Ồ, con cá rô khủng nè. Ôi, con cá rô mềm luôn cả nhà. Ồ, mềm luôn. Chua vô hôm nay quá trời, hôm nay cá bóng, ớ, cá lóc nữa nè mẹ. Ừ. Tháng này nó chưa ấy đâu, tháng này nó chưa cá, nó chưa có ra có uống bằng tới tháng tháng 8, tháng 9 nữa. Con tưởng là mẹ buông cái kia xuống dưới nước rồi chứ. Dễ gì. Mấy con dính thôi. Buông ở đây là bó tay luôn á. Nó lại ngay chỗ này là buông ngoài trống này là nó không có cản gì được luôn, là nó xuống mới giật luôn á. À, nó rồi nó xuống mới giật rồi sao cắm tay xuống lặn xuống hay gì thôi. Nó sâu nó lắm sâu luôn sao cái thôi đi xuống dưới kịp. Đó giờ luôn. Đó, ghê chưa? Vô nửa xô luôn rồi mẹ. Ừ. Mưa quá trời mưa luôn mà. Trời mưa thì mình cực cả nhà nhưng mà cá nó chạy. Con cua bò lên cho mẹ. Ừ. Chút nữa mày gom lại. Con cá chặt dứt này ngồi nhớ gỡ luôn nè. Ừ. Chuột ở đâu mà chú đó sợ nè. Cái lặn vô vậy hả? Con chuột hay là con chuột hay con gì? Con chuột đâu đã nó con chuột mà. Ô vậy là nó trôi rồi ta... Dạ sao kéo lên đi không lên đi kéo lên đi. Trời ơi sao nó thơm mắm luôn. nó muốn thành mắm luôn rồi. Quay qua đây con giỡn lên coi, nếu nó đứng lên, nếu là bỏ lên coi cho nó xuống cho nó xuống. Rửa cái tay con gái đụng cho nó. Cho nó xuống dưới cái trùng dưới á. Nó không có xuống. Xuống. Trời ơi, nó muốn thành mắm luôn rồi. Ờ đúng rồi Vũ về đây. Vũ tiếp tục thôi bỏ qua khu này rồi. Dạ, đâu nó rồi ok bỏ qua đó để chút mẹ đó mà để mẹ xử lý nó. Rồi quay qua bên đây đi rồi bắt đầu ấy rồi vậy quay qua đó đó con gọi nó thành quả đi coi thành quả coi. Nó chết rồi, nó càng vũ nó càng gã.
con vũ nó chi con ném nó lọt lọt xuống như vậy không lọt xuống này nó gã nha ghê quá nó còn dài không dài dài thôi để nó đi cả nhà ơi bây giờ mình mang số cá này lên trên bờ cái đi mình hả xuống mình vũ tiếp con chuột quá đâu nó lặn vô á trời cá lâu kiến để phun lên phun thầm xả ăn nay mình được xô cá luôn rồi cả nhà ngon lắm đây phun lỗ thôi đó thành quả nhiều đó nghe nha hết cho vô thôi mình đã được một xô cá Thế giờ bây giờ Phương sẽ đổ vô xô ngược cho xô con này là con cua cá ghê trong cái dán kia con đó nó bọn nguyên nguyên đó cua nhỏ ăn cua cá nè y một đống con luôn mẹ đâu nè ôi sao nó bò sợi nó miếng lên rồi nè ừ nè không ừ đúng rồi nè cả nhà ừ nó bao con nó bở dưới rồi mình thả nó nha đóng con luôn nè xuống nước rồi giờ tranh thủ đi lên nhà cả nhà ơi cả nhà xem đến đây nhắn cho Phương xin một lượt like và hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ những video kế tiếp của Phương nha giờ để Phương lên nhà cắt cái số cá này rồi mình xuống mình xử lý tiếp mấy cái cửa ngột mình giặt rồi mình còn đặt lại nữa cảm ơn cả nhà rất nhiều xin chào và hẹn gặp